Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng ngày mùng 9 tháng 1, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội và điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, dự hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chúc mừng những kết quả ngành công thương đạt được trong năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cho toàn ngành năm 2022 để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành công thương cần bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, có phản ứng kịp thời trong sản xuất lưu thông hàng hóa. Đặc biệt, hoạt động xuất nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững, lâu dài đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và hàng hóa xuất khẩu, nhất là các thị trường tiềm năng, thị trường truyền thống, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc trong hoạt động thông quan hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng ùn ứ tại các cảng biển cờ khẩu, nhất là các cửa khẩu Việt Nam Trung Quốc như thời gian vừa qua. Cùng với đó phối hợp với các bộ ngành địa phương có giải pháp can cơ toàn diện để tăng tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương tập trung đánh giá toàn diện các công tác để tận dụng tối đa lợi thế của các hiệp định thương mại tự do mà việt nam ký kết hoặc tham gia tiếp tục tập trung phát triển thương mại nội địa mở rộng hệ thống phân phối như trung tâm thương mại siêu thị chợ truyền thống chợ đầu mối nhằm thúc đẩy tiêu dùng phát triển thương mại điện tử gắn với thương mại truyền thống để khai thác hiệu quả sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng chuyển đổi số bộ công thương tập trung tháo gỡ khó khăn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp năng lượng chế biến, chế tạo, hóa chất, phân bón, sản xuất hàng tiêu dùng như dệt may, da dày, chế biến gỗ, nông lâm thủy sản. Lưu ý ngành điện lực và các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đảm bảo cung cấp đủ điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, dứt khoát không để thiếu điện ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Nhìn lại một năm qua, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sau năm 2021, cùng với cả nước, ngành Công thương đã tích cực chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh xuất nhập khẩu và đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có sự tăng trưởng ngoạn mục, trở thành điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước. Đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, trong đó xuất khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,5%. Đáng chú ý, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu, chiếm khoảng 86,24% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm 2020. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 8 tháng 1 đến 17 giờ ngày 9 tháng 1, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 933 trường hợp. Trong đó, 808 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. 125 trường hợp mắc được ghi nhận đi từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh thành trong nước về Cao Bằng. Thông tin về các ca mắc mới COVID-19, trong ngày 9 tháng 1, thành phố Cao Bằng ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 18 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã được theo dõi cách ly, 15 trường hợp còn lại được phát hiện trong cộng đồng liên quan đến các trường hợp F0 tại thành phố Cao Bằng. Huyện Hòa An, 3 trường hợp là F1 liên quan đến F0 tại huyện Hòa An, trong đó có một trường hợp 60 tuổi chưa tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19. Huyện Hà Quảng, 3 trường hợp liên quan đến các trường hợp F0 tại huyện Hà Quảng, trong đó một trường hợp trên 18 tuổi chưa tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 huyện Quảng Hòa 3 trường hợp liên quan đến các trường hợp F0 tại huyện Quảng Hòa, trong đó một trường hợp dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19. Huyện Thạch An một trường hợp liên quan đến các trường hợp F0 tại huyện Thạch An. Hiện các đơn vị đang triển khai các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, phòng chống dịch theo quy định, đồng thời truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để hướng dẫn cách ly y tế, xét nghiệm sàng lọc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và chỉ định xử lý, cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Về tình hình điều trị, 214 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà, tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, các dấu hiệu lâm sàng thực thể bình thường. 479 bệnh nhân khỏi bệnh, 13 trường hợp đủ điều kiện ra viện, một trường hợp mắc COVID-19 công tác tại Tổng công ty Khoáng sản KTV từ Hà Nội lên công tác tại Cao Bằng đã về cách ly điều trị tại Bệnh viện Than Khoáng Sản của Tổng công ty Khoáng Sản Việt Nam. Về tình hình tiêm chủng phòng COVID-19, toàn tỉnh đã tiêm 703.693 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 378.384 người được tiêm mũi 1, 325.309 người từ 18 tuổi được tiêm mũi 2 trở lên. Ngày 9 tháng 1, Sở Y tế tổ chức họp trực tuyến triển khai một số văn bản liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19, điều trị COVID-19 và một số nội dung khác. Cuộc họp đã triển khai một số văn bản của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine COVID-19, việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm vaccine Verocell, về việc tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại cho các trường hợp đã tiêm vaccine phòng COVID-19 Verocell Sinopharm, cập nhật hướng dẫn tiêm chủng các loại vaccine phòng COVID-19, hướng dẫn tổng hợp hàng ngày kết quả triển khai tiêm chủng mũi cơ bản và mũi nhắc lại của các loại vaccine tiêm chủng. Tổng hợp báo cáo sau đợt tiêm chủng về vật tư, danh sách tiêm chủng, hướng dẫn sử dụng thuốc Avigan trong điều trị bệnh COVID-19 cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong cơ sở y tế. Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị cần ra soát lại các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống dịch khử khuẩn môi trường tại các khu cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác an toàn cho cán bộ làm việc tại khu cách ly, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, tư vấn để người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, lợi ích của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Toàn ngành huy động tổng lực tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, dự kiến sẽ tiêm 48.500 liều vaccine Pfizer trong đợt này. Do vậy, các đơn vị cần khẩn trương ra soát danh sách lại các đối tượng đã tiêm các mũi để lập danh sách khẩn trương tiêm để bao phủ vaccine trong cộng đồng theo kế hoạch. Tăng cường thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng từ 60 tuổi trở lên, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người có mắc suy giảm miễn dịch, tổ chức triển khai thành lập tổ tiêm chủng vaccine lưu động, tiêm tại nhà tiếp tục giả soát danh sách người dân chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 để nhanh chóng triển khai tiêm cho kịp thời, đồng thời tiến hành tiêm vaccine mũi 2, mũi 3 theo kế hoạch đề ra. Kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2022, giấy xác nhận tiêm chủng sẽ thay bằng giấy bìa cứng màu hồng cho đồng bộ trên toàn tỉnh. Đối với công bố tình hình dịch bệnh, quy định thời gian công bố dịch là 17 giờ hàng ngày. Các đơn vị cần chấn chỉnh nhắc nhở viên chức thực hiện cẩn trọng trong bảo hộ cá nhân khi tham gia các buổi tiêm truy vết, khi thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly cần phải đúng quy cách đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Tính từ ngày 8 tháng 1 đến 16 giờ ngày 9 tháng 1, trên địa bàn huyện Bảo Lạc không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Bảo Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cập nhật diễn biến tình hình dịch, thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tổ chức ra soát truy vết phân luồng phong tỏa các địa điểm người đã tiếp xúc với F0 với phương châm truy vết triệt để, không bỏ sót các trường hợp có thể lây lan ra cộng đồng. Duy trì nghiêm 12 chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 trên toàn tuyến biên giới và ba chốt kiểm soát ở các xã giáp danh với tỉnh Bắc Cạn. Hiện nay có 45 trường hợp đang được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. 761 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú, lấy mẫu xét nghiệm nhanh 134 mẫu, kết quả đều âm tính. Công tác tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 đang được tiến hành cẩn trương. Đến nay, có 36.495 người từ 12 tuổi trở lên được tiêm một mũi, đạt 93,5%. 25.941 người được tiêm 2 mũi, đạt 66,5%, có 1.469 người được tiêm mũi 3. Tính từ 16 giờ ngày 8 tháng 1 đến 16 giờ ngày 9 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.751 ca ghi nhận trong nước, giảm 762 ca so với ngày trước đó. Tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.217 ca trong cộng đồng ngày 9 tháng 1, sở y tế Bình Phước đăng ký bổ sung 7.402 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin tại Bình Phước. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: trà vinh 431 ca, gia lai 181 ca, tây ninh 112 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: bến tre 169 ca, bà rịa vũng tàu 92 ca, hải phòng 88 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 16.097 ca trên ngày. Đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại Hà Nội, 1, Quảng Nam, 14, Thành phố Hồ Chí Minh, 11, Hải Dương, 1, Hải Phòng, 1, Thanh Hóa, 2. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.899.575 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 19.253 ca nhiễm đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.893.570 ca, trong đó có 1.497.431 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch đề ra, các chủ đầu tư, nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường kiểm tra giám sát về chất lượng, huy động nguồn nhân lực, vật lực gắn với phòng chống dịch COVID-19 để các công trình thi công không bị gián đoạn, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán. Năm 2021, tỉnh được giao vốn đầu tư công trên 3.439 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn chuyển từ năm 2020 là trên 491 tỷ đồng, vốn kế hoạch giao trong năm trên 2.948 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, toàn tỉnh giải ngân được trên 2.401 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch, bao gồm vốn kế hoạch năm 2020 chuyển sang giải ngân đạt hơn 403,6 tỷ đồng, đạt hơn 82% kế hoạch. Vốn năm 2021 giải ngân được gần 2.000 tỷ đồng, đạt 68% các sở ban ngành giải ngân đạt gần 83% kế hoạch, các huyện thành phố giải ngân đạt 76% kế hoạch. Là chủ đầu tư đảm nhiệm nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh được giao vốn trên 362 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2020 chuyển tiếp gần 88 tỷ đồng, vốn trong năm được giao hơn 274,7 tỷ đồng. Đến nay đơn vị đã giải ngân đạt trên 289 tỷ đồng, bằng 80,52% kế hoạch, trong đó, vốn kế hoạch của năm trước giải ngân được gần 76 tỷ đồng đạt 86,35%. Vốn năm 2021 giải ngân được hơn 213 tỷ đồng đạt 78,62%. Để thực hiện có hiệu quả để nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn thời gian tới, ban quản lý dự án cũng đề ra một số các giải pháp sau. Thứ nhất là chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế thẩm tra sớm hoàn thiện hồ sơ trình sở chuyên ngành thẩm định và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức sớm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình thẩm định phê duyệt để có cơ sở triển khai thi công thứ hai chủ động tích cực phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng để có mặt bằng cho các dự án thực hiện đúng tiến độ đối với các dự án chậm tiến độ thì chỉ đạo các phòng ban liên quan của ban quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu xử lý các vướng mắc còn tồn tại, tăng cường nhân lực vật lực đưa gói thầu về đúng tiến độ. Thứ ba là phân công các cán bộ bộ phận phụ trách thường xuyên bám sát công trường, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát, đôn đốc giám sát và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo khối lượng thanh toán đạt chất lượng, chủ động giả soát điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đối với những dự án hết khối lượng thanh toán và không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân cao. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang huy động tối đa thiết bị máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và đảm bảo chất lượng. Một số công trình trọng điểm đang quyết liệt thi công 3 ca trên ngày, phấn đấu đến trước Tết nguyên đán hoàn thành các hạng mục cơ bản như công trình bảo tàng tỉnh, các công trình cải tạo bờ kè sông thành phố, một số tuyến giao thông trọng điểm, các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới để đảm bảo khối lượng, một số nhà thầu đã chủ động ứng trước vốn gấp rút thi công khi có mặt bằng thuận lợi. Thì tuy năm nay thì về vốn của tỉnh đầu tư đầu tiên đầu tư thì nó có một ít rất ít. Nhưng mà với cái năng lực nhà thầu chúng tôi sẽ bỏ vốn ra làm trước để đẩy nhanh tiến độ. Vì năm nay là đang là cái mùa mà nó là Covid về cái an toàn lao động và để cho công nhân là ở trong tại công trường và sát nước sát khuẩn cho anh em để tiến độ để không được giãn cách. Đến giờ phút này thì công trình Hoàng Đình Dông mới được 4 tháng và 10 ngày. Nên hiện nay chúng tôi đã là cơ bản theo hợp đồng thì chúng tôi là 12 tháng nhưng mà chúng tôi chỉ làm nửa thời gian thôi, khoảng 6 tháng thì chúng tôi sẽ hoàn thành công trình và sẽ đưa công trình vào sử dụng. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đổi mới trong khâu thanh quyết toán, ra soát giải ngân vốn đối với từng dự án để có phương án xử lý kịp thời nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát đầu tư công. Phấn đấu đến hết tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2021. Năm 2021, cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong năm, Cục thi hành án dân sự đã giải quyết xong 2.648 việc, đạt tỷ lệ 96,64%, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2020 về tổng số tiền phải thi hành án là trên 55 tỷ 565 triệu đồng đạt tỷ lệ 73,10% tăng 31% so với năm 2020 giải quyết xong 9 đơn thư khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ 100% ký kết quy chế phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với 161 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng, ban hành và tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi cục thi hành án dân sự trực thuộc xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung của Bộ Tư pháp. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đầy đủ các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thi hành án dân sự hành chính theo chương trình trọng tâm cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, ký kết quy chế phối hợp các ngành liên quan, góp phần giải quyết khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thi hành án dân sự thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị cho đội ngũ công chức người lao động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự tạo sự công khai minh bạch nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp theo cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết năm 2021, toàn tỉnh còn 86 đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 3 tháng trở lên với số tiền 10,8 tỷ đồng. Theo đó, 10 đơn vị không có khả năng thu nợ với số tiền 8 tỷ đồng, bao gồm chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam tại Cao Bằng hơn 6,9 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển miền núi chi nhánh cao bằng 136,7 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn CKC Bảo Lâm 259,8 triệu đồng. Công ty than cấp và khoáng sản Việt Trung Thạch An 422,7 triệu đồng. Công ty xây dựng Lê Thanh 110 triệu đồng. Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Paris và trì kẽm cao bằng 145,1 triệu đồng. Ngoài ra còn 76 đơn vị sử dụng lao động nợ kéo dài từ 3 tháng trở lên với số tiền trên 2,7 tỷ đồng. Qua kiểm tra giả soát còn 3 doanh nghiệp với 5 lao động trên địa bàn. Thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đăng ký đầy đủ theo quy định. Việc nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các đơn vị doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, như khi nghỉ việc do ốm đau thai sản, tai nạn lao động, không được trợ cấp tiền lương, tiền công, người lao động không được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tiền thuốc, dịch vụ kỹ thuật và các chi phí điều trị khác và không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với các đơn vị doanh nghiệp cố tình nợ đóng, trốn đóng tiền bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập hợp hồ sơ, thủ tục, chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Ngày 8 tháng 1, tại xã Đức Thông, huyện Thạch An, đoàn thiện nguyện của gia đình ông Đàm Minh Sơn, một mạnh thường quân đến từ xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã đến thăm và tặng quà cho 158 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người cao tuổi và trẻ khuyết tật trên địa bàn xã. Gia đình ông Đàm Minh Sơn đã tặng quà cho 100 hộ nghèo, 50 người cao tuổi và 8 trẻ khuyết tật. Các phần quà gồm chăn, màn, tất, áo ấm và bì tôm, mỗi suất trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng đoàn thiện nguyện cũng trao 4.000 cuốn vở, 2.000 quản bút viết cho trường học và 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của xã. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, động viên, giúp đỡ các hộ nghèo vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là khi dịp Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần. Xã Đức Thông, huyện Thạch An hiện có 464 hộ với 2.078 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 60,5% đại diện lãnh đạo xã Đức Thông đã gửi lời cảm ơn tới tấm lòng hảo tâm của gia đình ông Đàm Minh Sơn đã có những phần quà sẻ chia thiết thực, góp phần động viên các hộ nghèo, người cao tuổi và trẻ em khuyết tật trên địa bàn vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngày 9 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Ngũ Lão, huyện Hòa An bắt đối tượng Lý Văn Dình, sinh năm 1998, trú tại thôn Bố Lách, xã Hiệp Lục, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, là đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, ngày 28 tháng 12 năm 2020, Lý Văn Dình cùng hai đối tượng khác là Dương Văn Vàng, sinh năm 1981, trú tại thôn Bó Lách, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Bắc Cạn và Lý Văn Mạnh, sinh năm 1983, trú tại Nà Nội, Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, thực hiện hành vi trộm trâu tại xóm Bốc Thượng, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an huyện Hòa An phối hợp với công an xã Bạch Đằng đã tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng Dương Văn Vàng và Lý Văn Mạnh. Còn đối tượng Lý Văn Dình bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19 tháng 2 năm 2021, cơ quan công an huyện Hòa An đã ra quyết định truy nã đối với Lý Văn Dình với tội danh trộm cắp tài sản. Đến ngày 9 tháng 1 năm 2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Ngũ Lão đã bắt được đối tượng truy nã Lý Văn Dình khi y đang lẩn trốn tại nhà mẹ đẻ thuộc xóm Quẩy Quân, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Lý Văn Dình cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hòa An để tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe chở hàng hóa bằng container, xe đầu kéo gọi chung là xe kinh doanh vận tải, nếu không lắp camera giám sát sẽ bị xử phạt theo quy định. Đến thời điểm này, số phương tiện đã lắp đặt camera giám sát trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 76% tại khoản 2 điều 13 và khoản 2 điều 14 Nghị định 10 2020 NDCP ngày 17 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ quy định trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ, kể cả lái xe, trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi lưu trữ hình ảnh trên xe, bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông. Tuy nhiên trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động vận tải bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là đối với vận tải hành khách. Do đó, phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021 đã ban hành nghị quyết số 66 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, trong đó đã quyết định lùi thời gian xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức chưa lắp camera giám sát trên xe tải, xe khách đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng, toàn tỉnh hiện có 285 xe thuộc đối tượng phải lắp đặt camera trong đó có 57 xe đang dừng hoạt động. Tính đến thời điểm hiện nay, có 174 phương tiện đã lắp đặt, đạt tỷ lệ 76,3%. Tỷ lệ này tính theo số đầu xe vẫn đang hoạt động. Theo số liệu mới công bố của Bộ Giao thông Vận tải, Cao Bằng là một trong 15 tỉnh, thành phố, đạt tỷ lệ lắp đặt camera giám sát cao trên 70%. Trong khi bình quân cả nước mới có hơn 42.000 trong tổng số hơn 200.000 phương tiện kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera, đạt tỷ lệ gần 21% ông Lê Văn Định, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải có bằng cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã nhiều lần gửi văn bản đến các đơn vị liên quan nhằm đôn đốc các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện quy định lắp camera cho phương tiện theo nghị định 10/2020 của Chính phủ. Thì trong cái thời gian vừa qua, ấy, thì đối với các cái đơn vị vận tải hàng hóa và vận tải khách, ấy, thì cũng đã Sở thông đã đôn đốc rất nhiều lần và các đơn vị cũng đã chấp hành lắp đặt còn một số đơn vị cũng chưa lắp do cái nguyên nhân là thời gian vừa qua cái tình hình dịch covid 19 một số cái tuyến xe vận tải hành khách mà đường dài mà không lắp là do các số xe này đang tạm dừng Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 Cao Bằng, một trong những đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lớn nhất tỉnh Cao Bằng với 68 đầu xe, trong đó 10 xe hợp đồng và 58 xe chạy tuyến cố định. Số phương tiện này đều thuộc đối tượng phải lắp đặt camera giám sát theo quy định. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, số phương tiện đã lắp đặt camera giám sát là 48 trên 68 xe, đạt 70,5%. Số xe ô tô còn lại đang dừng hoạt động, dẫn đến doanh thu bị giảm sút nghiêm trọng nên chưa bố trí được kinh phí lắp đặt Bây giờ đơn vị thì là có 68 đầu xe. Đó, mà trong khi đó đến bây giờ lại lắp được 48 đầu, 48 đầu xe. Còn 20 đầu xe đi. là bây giờ do cái kinh doanh không được, xe nằm ở bãi, tình hình dịch bệnh này khách khứa không có, có đi không đủ trang trải về cái chuyện xăng dầu. Cũng giống như hợp tác xã vận tải ô tô số 1, công ty cổ phần vận tải Hòa Bình, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh vận tải. Doanh nghiệp này có 28 xe buýt, nhưng chỉ 1 phần 3 trong số đó đang hoạt động vì không có khách. Ông Vũ Đình Tuấn, quản lý vận tải của công ty cho biết, hiện mỗi tháng doanh nghiệp này phải bù lỗ gần 100 triệu đồng để duy trì hoạt động. Khó khăn là vậy, nhưng nhận thức trách nhiệm và lợi ích của việc này, nên doanh nghiệp đã lắp đặt camera giám sát trên tất cả số xe hiện có của công ty. Nhận thấy những cái lợi ích của cái, 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 việc lắp camera này thì công ty cũng đã đầu tư để lắp 100% các xe. Cái lợi ích thì nó thứ nhất ấy, là rất là tiện cho cái việc là công tác quản lý của nhà nước. Về trong cái nội bộ ấy thì công ty cũng sẽ luôn luôn giám sát được cái công tác phục vụ của đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Bến xe khách cao bằng thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát, Mỗi ngày có 190 xe xuất nhập bến, tuy nhiên hiện nay trung bình chỉ còn khoảng 60 chuyến mỗi ngày. Số khách đi lại cũng giảm 80% so với thời điểm trước dịch. Theo báo cáo nhanh của tổ thanh tra bến xe thuộc thanh tra Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng, trong mấy ngày gần đây, mỗi ngày có khoảng 25 đến 35 xe xuất bến không có khách. Điều này cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đơn vị thậm chí phải bù lỗ để duy trì hoạt động. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc còn một số doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải ô tô chưa thực hiện xong việc lắp đặt camera giám sát theo đúng lộ trình, thời gian quy định của Nghị định Chính phủ. Đối với những trường hợp xe chưa lắp đặt camera giám sát do dừng hoạt động, thanh tra sở tạm thời chưa xử phạt hành chính theo quy định, tuy nhiên sẽ áp dụng một số biện pháp ngăn chặn phù hợp. Đối với các biện pháp mà xử lý với các nhà xe mà không lắp thiết bị camera giám sát hành trình, thì sở giao thông cũng đã có văn bản và chỉ đạo các doanh nghiệp nếu như mà không chấp hành thì là sẽ có biện pháp thứ nhất là phối hợp với bên chỗ trung tâm đăng kiểm là sẽ không đăng kiểm cho phương tiện hoặc là phối hợp với bên chỗ phòng vận tải chỉ đạo phòng vận tải là không cấp giấy phù hiệu cho đối với các loại kinh doanh vận tải hàng hóa hoặc kinh doanh vận tải hành khách <laughs> Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, nếu phương tiện trong diện phải lắp đặt camera nhưng chưa thực hiện sẽ xử phạt theo Nghị định 100-2019 NDCP. Ngày 30 tháng 12 năm 2019, của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nội dung vừa rồi đã kết lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.